Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Tôi, Phạm Văn Ngọc đến từ bộ phận truyền thông của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp do công ty thiết kế nhà đẹp Green thực hiện. Tiếp theo, mời các bạn cùng theo dõi một số hoạt động của công ty khi chúng tôi về trực tiếp tại gia đình khách hàng, khảo sát, lên phương án thiết kế, ký hợp đồng thiết kế thi công. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp do công ty thiết kế nhà đẹp Green thực hiện. Hôm nay mình sẽ mời các bạn đến ghé thăm một công trình nhà mái Nhật một tầng hiện đại. Công trình thì được thiết kế và thi công hoàn thành vào đầu năm 2019. Bây giờ xin mời các bạn cùng tôi một vòng dạo xung quanh toàn bộ phần mặt tiền của công trình này. Đúng như thiết kế thì khu vực mặt tiền có để lại một ô đất và đang trồng hoa đây. Chỉ một thời gian nữa thôi thì khu vực này sẽ trở nên xanh tươi và rực rỡ hơn rất là nhiều. Xin giới thiệu đến tất cả mọi người thì công năng của căn nhà này bao gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng thờ. Trong đó có 2 phòng ngủ, có nhà tắm và nhà vệ sinh đồng chung. Vì nhà xây trên diện tích khuôn viên đất hẹp nên đã phải tận dụng kết hợp rất nhiều thứ. Nếu không tính phần sảnh hiên đua ra thì ngôi nhà có chiều dài mặt tiền là 12m, nhân chiều sâu nhà chỉ hơn 8m một chút thôi. Đặc trưng của các công trình mái Nhật hệ mái ngói Đông Á thì thường có độ dốc mái thấp. Như các bạn có thể thấy ở công trình này. Nói thêm về hệ mái thì đây, công trình này được lợp mái ngói màu của hãng Viglacera. Đơn giá trên thị trường hiện nay dao động từ khoảng 18.500 đồng đến 19.000 đồng một viên, tùy vào từng địa phương nơi các bạn sinh sống. Trong chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp ngày hôm nay thì xin phép thay mặt đội ngũ kiến trúc sư, nhân viên công ty thiết kế nhà đẹp Green xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý khách hàng đã tin yêu và tìm đến sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế thi công của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúng tôi tự hào là một đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế thi công các căn nhà vườn, nhà phố, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nội thất với phong cách hiện đại, sang trọng. Để đáp lại lòng tin đó và mang đến cho khách hàng những cái mẫu nhà đẹp bền vững và tiết kiệm, đội ngũ kiến trúc sư nhà đẹp Green luôn luôn tâm huyết, cố gắng trong quá trình lên phương án thiết kế và giao bản vẽ trực tiếp đến tận tay khách hàng. Còn bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng tôi đi qua 3 bậc tam cấp và tiến vào khám phá toàn bộ phần không gian bên trong của công trình này. Như các công trình hiện đại khác, cửa đại của ngôi nhà này cũng được làm từ gỗ lim Nam Phi, kết hợp với cái tay nắm sơn màu giả vàng rất là đẹp, tạo sự sang trọng. Đặc biệt hơn nữa là hai bên cửa thì làm những cái ô pa lô kính nhỏ để tạo một cái cảm giác thông thoáng. Nhà xây trên phần diện tích đất hẹp nên không thể phô ra cái phần mặt tiền bên này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng tôi tiến vào khám phá phần không gian khu vực phòng khách. Trần phòng khách thì được đắp thạch cao và đây có trang trí một cái đèn chùm rất là đẹp, sang trọng và hiện đại. Mời các bạn cùng quan sát kỹ trước khi chúng ta cùng nhau đến khám phá những không gian tiếp theo. Như vừa nãy đã nói thì công trình được bố trí bao gồm 3 phòng ngủ, phòng khách và phòng thờ. Chính giữa đây sẽ là phòng thờ. Còn phía bên tay trái khu vực phòng khách sẽ là khu vực tranh treo âm tường. Đây là những cái tác phẩm do con gái của gia chủ đã thêu tặng cho bố mẹ. Mời các bạn cùng tôi đến khám phá những không gian tiếp theo. Bên đây là phòng ngủ số 1 của vợ chồng con trai gia chủ. Phòng thì được thiết kế rộng với diện tích là 18m2, lấy sáng bởi hai ô cửa sổ nhỏ trải dài, vừa giúp thông thoáng phòng mà vẫn có được cái không gian riêng tư. Vì nhà ở khu vực vùng quê nên là không khí xung quanh rất là mát. Nếu mọi người đang mày mò tìm tòi cho mình một ý tưởng xây dựng một căn nhà mơ ước thì hãy theo dõi tiếp cái video này nhé và những cái video tiếp theo do công ty thiết kế nhà đẹp Green thực hiện nhé. Còn đây xin mời các bạn cùng tôi sang chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tiếp theo của khu vực phòng khách. Như các bạn đã thấy thì phần gạch lát nền của khu vực phòng khách thì dùng loại gạch giả đá 60x60, đơn giá thi công là 120.000 đồng một viên. Chính giữa khu vực bàn trà thì có treo một bức tranh công thêu rất là đẹp. Phòng khách được thiết kế rộng
với diện tích là 28 m² cả cái khu vực sảnh bên ngoài. Từ góc độ này, các bạn hãy cùng tôi ngắm một vòng xung quanh khu vực phòng khách để xem cái cách bài trí, bố trí lấy ánh sáng, lấy gió vào bên trong phòng khách này như thế nào. Thì đây, tại khu vực chính điện hướng nam, các kiến trúc sư đã thiết kế một cái hệ cửa sổ nhôm kính lùa kèm theo với cái lam bên trong là inox 304, vừa sang trọng vừa hiện đại, lấy gió trực tiếp hướng nam vào, làm cho không gian căn nhà trở nên mát mẻ hơn. Còn ở bên góc tường bên kia, để tạo một cái không gian mở, thì các kiến trúc sư cũng đã thiết kế ở đấy hai cái ô cửa sổ nhỏ chạy dài và được che rèm, và để tạo một cái không gian lung linh gắn kết khi mà mọi người trong gia đình và khách ngồi nói chuyện tại cái không gian này. Thì ở đây cũng đã thiết kế và treo thêm một cái đèn chùm trang trí rất là đẹp mắt, khi mà buổi đêm mình bật lên nói chuyện thì nó sẽ lung linh nhờ có ánh sáng vàng. Chính vì như vậy nó sẽ tạo cái cảm giác gắn kết giữa các thành viên khi ngồi nói chuyện. Đến với những cái hình ảnh thực tế tiếp theo, mời các bạn cùng tôi vào ghé thăm không gian hai phòng ngủ của công trình này. Hai phòng ngủ thì được nằm ở phía bên cuối hành lang, có một khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh chung. Mời các bạn cùng tôi tiến vào ghé thăm. Nhằm tạo ra một cái không gian sống sinh động hơn, thì chính giữa khu vực cửa ra vào của hai phòng ngủ này, thì gia chủ có dán thêm một cái bức tranh trang trí rất là đẹp để tạo một cái không gian tươi mát. Còn đây, bây giờ xin mời các bạn cùng tôi tiến vào khám phá phần không gian phòng ngủ số 2 trước. Phòng ngủ này là phòng ngủ của cháu nhỏ, dùng để vừa kết hợp cả phòng học. Cũng tương tự như phòng khách, thì cửa sổ phòng ngủ này cũng được làm đón gió hướng nam với hệ cửa sổ nhôm kính sinh pha và phần khung inox bên trong. Dành cho những ai chưa biết thì trên thị trường hiện nay, đơn giá thi công của loại nhôm kính này là 1.700.000 đồng một mét. Ngoài công trình phụ, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh được đưa ra bên ngoài, thì trong phòng ngủ số 2 và số 3 này thì cũng có một nhà tắm, nhà vệ sinh đùng chung. Lát nữa tôi sẽ mở hai bên cánh cửa này ra cho các bạn thấy. Đây, cái cửa bên kia là của phòng ngủ số 3. Bây giờ xin mời các bạn cùng tôi lui lại và đi sang và khám phá không gian phòng ngủ số 3 này. Phòng ngủ số 3 thì có diện tích hẹp hơn một chút, chỉ có 12 m² thôi, dành cho vợ chồng của gia chủ. Để đảm bảo sự thông thoáng cho người sử dụng trong căn phòng này thì cũng có một cái vị trí chờ để lắp điều hòa. Đây, như vừa nãy đã nói thì công trình được xây trên một cái khổ đất hẹp nên cũng đã tận dụng tối đa mọi cái phần diện tích còn lại. Bây giờ xin mời mọi người cùng tôi lùi lại và khám phá phần không gian đẹp nhất, đó chính là khu phòng thờ ở phía bên ngoài. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước chân vào ngôi nhà này, đó chính là khu phòng thờ đây. Phòng thờ thì được làm theo phong cách hiện đại với những cái đèn lấy sáng rực rỡ đây. Chính giữa phòng thờ thì được gia chủ treo thêm một bộ hoành phi câu đối, nên khi nhìn vào thì vẫn thấy được cái nét truyền thống trong cái không gian khu vực tâm linh này. Mời mọi người cùng quan sát cái vẻ đẹp tỉ mỉ của công trình này, từ màu sơn cho đến những cái ánh đèn trang trí rất là đẹp mắt. Bạn và gia đình đang đưa lên ý tưởng xây dựng nhà ở, nhưng nếu không thể tận dụng được tối đa công năng cho ngôi nhà thì có thể gây lãng phí đất cũng như tăng chi phí xây dựng rất là nhiều. Nếu cần tư vấn thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0386 325 566. Chúng tôi sẽ giúp bạn lên công năng nhà hợp lý nhất, đưa gió, ánh sáng vào nhà một cách tự nhiên và khoa học, giúp bạn và mọi người trong gia đình gần gũi với thiên nhiên và có một công trình hoàn hảo. Vừa rồi thì mọi người cũng đã cùng tôi khám phá xong toàn bộ cái vẻ đẹp không gian kiến trúc bên trong của công trình này. Các bạn có cảm nhận như thế nào thì hãy để lại comment của mình ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn những ai là người mới đang theo dõi được cái video này thì hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân và nhấp vào biểu tượng chuông thông báo bên cạnh để được nhận nhiều hơn các video chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp khác. Nếu bạn và gia đình đang lên ý tưởng xây dựng một căn nhà mơ ước thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi theo số hotline 0386 325 566 hoặc vào địa chỉ website của công ty 1001mẫunhadep.com và chọn cho mình một mẫu nhà ưng ý. Chúng tôi với các đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp sẽ về trực tiếp tại gia đình bạn, khảo sát, lên phương án tư vấn, thiết kế, thi công, tư vấn thêm về phong thủy, hướng đất để giúp bạn và gia đình có một công trình khoa học và hoàn hảo nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và quý khách hàng
đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc tất cả các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp tiếp theo. Nhà đẹp Green không ngừng sáng tạo.